Xin chào tất cả các anh chị học viên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về một cái món mà đang rất là liên quan đến một loại trái cây mà đang vào mùa. À, thực ra không phải đang vào mùa đâu, nó đang giữa mùa luôn rồi nha. Như giới thiệu nguyên liệu như sau. Thì hôm nay chúng ta sẽ có nguyên liệu có hai món, là chúng ta sẽ làm món cà mận ha. Chúng ta gọi là cà mận ruby, đặt thêm chữ ruby cho hai. Ngoài ra chúng ta sẽ có món căng mận nữa, nước ép căng mận nữa nha. Thì hai món này á, nguyên liệu gồm có này, chúng ta sẽ có cà ô long rồi mận, cái mận tươi và đường, nước đường, là chúng ta sẽ đủ nguyên liệu để làm được món cà mận ruby, được không ạ? Rồi món thứ hai là chúng ta có món căng mận, thì chúng ta sẽ có dùng cam sành, bắt lấy nước ha, cam sành, và chúng ta sẽ có trái mận tươi cùng với nước đường và muối ăn, thì chúng ta sẽ có được nguyên liệu để làm món cam mận. Thì trước khi bắt đầu thì trước tiên là chúng ta sẽ Nhi sẽ hướng dẫn món cà mận ruby trước nha, rồi cái phần cam thì Nhi sẽ làm sau. Rồi bây giờ đối với cà mận ruby á, thì trước tiên mận thì chúng ta phải gọt nha, chúng ta sẽ gọt vỏ mận này, chúng ta gọt vỏ chứ chúng ta không có để nguyên vỏ mà nó chát ha, mình sẽ gọt vỏ lấy cái phần thịt thôi. Rồi sau khi gọt mận xong thì chúng ta sẽ đi vào phần ủ trà nha. Ở đây thì Nhi đã ủ sẵn rồi, tuy nhiên Nhi sẽ giới thiệu cái thao tác để các anh chị mình hiểu cái cách ủ trà nha. Rồi ở đây thì để mà ủ trà cho ngon thì chúng ta không, trà thì không nên là nấu đâu, mà chúng ta sẽ nên là dùng những cái thiết bị có khả năng giữ nhiệt cùng với cái túi vải lọc trà, để chúng ta ủ trà xong thì trà của mình nó sẽ ngon và sạch nha. Thì ở đây Nhi sử dụng là trà ô long lọc pháp, bởi vì nếu mà mình dùng những cái trà khác mà nó thơm quá đó thì nó không phù hợp, chúng ta sẽ dùng một cái trà thơm nhẹ nhàng như trà ô long và đồng thời cũng đắng chát nhẹ nhàng như trà ô long á, thì mình kết hợp với trái cây nó rất là ngon nha. Thì ở đây thì sẽ dùng là 50g trà ô long lọc pháp cho vào túi vải nha, rút dây này buộc chặt. Thì trong này chúng ta có 50g trà. Sau khi buộc chặt xong thì chúng ta sẽ cho vào bình và mình sẽ nấu là 4 lít nước sôi nha, nấu 4 lít nước sôi. Chúng ta đổ vào bình, sau đó chúng ta sẽ đậy nắp, được không ạ? Đậy nắp và chúng ta sẽ ủ như thế này trong vòng 20 phút. Sau khi 20 phút xong, chúng ta sẽ mở nắp, lấy túi vải ra, vắt khô thì chúng ta thu được cái phần nước cốt, gọi là nước cốt trà. Và nước cốt trà này xíu nữa sẽ có đường, mà như anh chị, những anh chị nào theo Nhi lâu thì anh chị sẽ biết là trong công thức của Nhi, nếu mà có đường thì sẽ cho thêm muối ăn. Bởi vì lý do là nếu anh chị có đường mà mình có cho chút xíu muối ăn thì nó sẽ làm cho cái độ ngọt của đường nó ngọt thanh mà không bị ngọt gắt nha. Cho nên trong cái hỗn hợp mà gồm 4 lít nước trà này nè, thì chúng ta cho 2.5ml muối ăn, tức là khoảng 1/8 muỗng muối cà phê, 1/8 muỗng cà phê muối. Tức là mình lấy cái muỗng cà phê mình múc 1/8 muối ăn, là chúng ta cho vào đây khuấy đều thì chúng ta được nước hỗn hợp nước trà đã có muối. Đây. Sau khi ủ xong thì chúng ta cho ra các cái bình như thế này, bảo quản nhiệt độ thường và dùng dần. Rồi bây giờ chúng ta ra món luôn nha mấy anh chị nha, rất là nhanh. Sau khi có nước trà thì ở đây Nhi dùng 3 trái mận nha, 3 trái, nhưng mà để Nhi sẽ cân luôn, bởi vì là 3 trái thì trái lớn trái nhỏ sẽ rất là khó, mà Nhi sẽ lấy khoảng 3 trái lớn nha. Trái này là mận mà học viện mình mua là thuộc loại gọi là trái lớn rồi đó, thì Nhi dùng 3 trái. Sau khi gọt vỏ này, gọt vỏ rồi bỏ luôn cái phần hạt, Nhi sẽ cân lại thử coi nó là bao nhiêu nha, để cho anh chị biết cái trọng lượng gram để mình ra món cho nó dễ dàng ha. Đây, Nhi sẽ cân luôn nha. Nhi sẽ xay cái nước mận này lên. Ở đây là Nhi có 3 trái mận nha, 3 trái mận gọt vỏ bỏ hạt lấy phần thịt nha. Cả nhà mình lưu ý là gọt vỏ bỏ hạt lấy phần thịt nè. Thì như vậy là tổng cái lượng mà thịt đó được 62g. 62g thịt của trái mận nha, cho khoảng 60 đi ha, 60 đến 62g. Rồi, và để cái mận này mình làm nước nó ngon á, thì chúng ta sẽ xay nhuyễn nó ra, xíu nữa mình pha nước trà uống rất là ngon nha, nó thơm mận chua chua ngọt ngọt rất là đặc biệt. Rồi bây giờ Nhi sẽ lấy nước trà 60ml. Đây, Nhi sẽ cho vào đây 60ml nước trà, nước trà ô long mà mình đã pha lúc đầu đó nha. Rồi cho vào máy xay. Đây, cho vào máy xay nha, xay nhuyễn cái phần này ra. Rồi, xay ra.
như vậy là xay khoảng độ 1 phút ha, thì mình đã có được cái phần trà và mận nó hòa vào nhau rất là đẹp. Bây giờ Nhi sẽ ra ly trà mận luôn nha. Bây giờ Nhi sẽ sử dụng lượng nước đường là 30ml nha, Nhi sẽ cho vào ly. Một vòi này là 10ml, Nhi dùng 3 lần là 30ml. Tiếp theo nữa là Nhi sẽ sử dụng nước cốt trà là 60ml. Trong nước cốt trà này đã có muối rồi nha. Đấy, thì lúc nãy Nhi đã dùng là 60ml trà này, giờ Nhi dùng thêm 60 nữa là tổng lượng trà trong ly là 120ml. Lúc đầu là Nhi có cho 60ml nước trà vào đây cùng với 60g thịt mận nha. 60g thịt mận thì nó tương đương từ 3 cái mận to nha. 3 cái mận to chúng ta lấy thịt thì được 60g. Chúng ta khuấy đều cái hỗn hợp đường và nước trà lại với nhau. Rồi tiếp theo đây chúng ta bỏ đá và rót cái phần nước mận vào ha. Đây chúng ta sẽ cho đá vào đây. Để cho đẹp thì chúng ta có thể trang trí như sau. Chúng ta sẽ cắt lát mận hả? Cắt lát mận theo kiểu tròn tròn á mấy anh chị. Và mình sẽ trang trí dưới phần nước trà cũng được luôn. Chúng ta có nhiều cách trang trí ha. Đấy, thì phần này này chúng ta sẽ trang trí vào phần dưới nước trà. Chúng ta trang trí kiểu giống như là món trà đất cây nhiệt đới đó. Đây, mình sẽ nghiêng cái ly để chúng ta đặt cái lát mận vào cốt thành ly. Đấy, như vậy rất là đẹp. Và lát lát ở dưới không, không cần nhiều đâu. Đó là nhìn cái ly, anh chị thấy cái ly nó lung linh hẳn không? Đây cho đá hả? Rồi mình lắp nhẹ hả? Mình lắp từ từ vào ở trên. Tại vì trong cái phần nước trà thì phía sau nó có cái đường á, thì nó sẽ nặng hơn và nó sẽ rất là dễ dàng để nằm ở dưới. Và chúng ta xay mận thì tất nhiên là nó cũng chưa có tan hết, nên nó có cái phần thịt mận nhìn rất là hấp dẫn nha. Mình sẽ lấy hết cái phần thịt mận ra cho lên trên nè. Đó, để ý kỹ là nhìn thấy hấp dẫn lắm. Tuyệt vời. Bây giờ Nhi sẽ trang trí thêm. Đây, cái phần mận thì mình cắt mà nó không có đứt rời anh chị, cắt kiểu này. Tức là mình sẽ cắt lát đầu tiên xong, rồi mình cắt nhẹ, sau đó mình cắt đứt sát lát thứ hai luôn nha. Thì chúng ta sẽ gắn vào một bên mép của cái ly của mình và thêm cái lá bạc hà. Lá bạc hà thì cũng đừng có to quá, vừa vừa thế này thôi. Và mình sẽ ôm cái lá ha, ôm cái lá như thế này, rồi mình trang trí thì nó sẽ rất là đẹp. Đấy, mình bỏ trên thì nó che nên mình sẽ bỏ một góc nha, bỏ một góc bên này thôi để nó không che cái phần thịt của mận của mình á. Đấy, như vậy là Nhi đã vừa hoàn tất món trà mận nha. Trà mận ruby, anh chị thấy có hấp dẫn không? Đấy, trà mận ruby cùng với trang trí cái lá bạc hà thôi, và một ít mận ở dưới này. Đó, nhìn thì nó rất là lung linh cái ly của mình luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi sang cái trà thứ hai. Món thứ hai là Nhi sẽ làm về món ha. Nhi sẽ để món đầu tiên ở đây ha. Và mình sẽ làm món thứ hai là món trà, món cam mận. Thì đối với cam mận thì tương tự là chúng ta cũng sẽ dùng mận, nhưng mà lần này chúng ta dùng ít hơn. Thì chúng ta dùng hai quả thôi, hai trái thôi, hai trái gọt vỏ, bỏ hạt. Rồi ở đây là khoảng tầm, ở đây là 46g cho 45 nha. Vậy thì chúng ta sẽ dùng khoảng tầm 45g thịt mận để chuẩn bị làm cho món trà cam mận đỏ nha. Trà cam mận đỏ đi nghe cái hấp dẫn ha. Bây giờ đi sẽ bắt cam rất là thuận tiện. Đi sẽ bắt hạt cái cam này. Rồi bây giờ Nhi sẽ bắt cam. Mình bắt cam thì mình lấy khoảng 60ml nước thôi là đủ. Bắt bằng máy thì mình không bóp vào cái vỏ nhiều thì nó sẽ không đắng nha, cái cam nó không bị đắng. Mình sẽ lấy 60ml nước cam ép nó trong bắt. Rồi bây giờ tương tự thì Nhi sẽ xay cái phần thịt mận này ra. Thì để mà xay được nó đó thì chúng ta cũng phải cần có 60ml nước lọc ha. Đây Nhi sẽ lấy 60ml nước lọc để mình xay cái phần mận ra, bởi vì mận nó khô, nó không có nước mà.
Rồi chúng ta sẽ nghiền nó ra. Nhi sẽ ra món là Nhi sẽ cho cái phần nước cam vào xuống dưới đáy ly nha. 60ml nước cam ép. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phần nước đường. Nước đường ở đây chúng ta có là 35ml. Nước đường này thì thực ra cái phần nước đường đối với các nước ép thì chúng ta sẽ điều chỉnh theo độ chua ngọt của trái cây. Ở đây Nhi dùng 35. Tuy nhiên nếu mà cam của anh chị mua thì nó chua hơn hay ngọt hơn mình sẽ điều chỉnh, hoặc là tương đương với mật ha. Thì ở đây là mật Nhi mua là tương đối là ngọt, cam Nhi mua cũng là không phải quá chua, nó chỉ chua ngọt vừa vừa, nên là Nhi dùng 35. Còn nếu anh chị mua những cái loại mật xanh hay là cam mà nó chua nữa thì chúng ta tăng lượng đường lên nha. Ngoài ra để cho nước ép cũng như là ngon hơn thì chúng ta cho một ít muối ăn vào nha, Nhi sẽ cho một ít thôi. Đây mình sẽ dùng cái đầu muỗng múc một chút xíu thế này, nếu không có muối thì nó không ngon đâu. Rồi Nhi sẽ cho vào nha. Rồi chúng ta khuấy đều lên. Chúng ta khuấy đều cái hỗn hợp trong này là có 35ml nước đường, 60ml nước cam tươi và một chút xíu muối ăn như Nhi đã đưa trên màn hình nha. Một chút xíu muối ăn thôi để cho cái nước ngọt, nước cam nó sẽ ngọt ăn. Tiếp theo chúng ta sẽ cho đá vào ly. Chúng ta lắc ly cái đá nó xếp chặt vào để mình rót mật vào nó hai tầng cho đẹp. Bây giờ chúng ta tiếp tục rót cái phần nước ép mật vào nha. Đây là gọi là nước ép luôn cũng được, bởi vì nó cũng là dạng nước rồi, mình xay nó ra dạng nước rồi. Mình rót nó vào, rót lên trên. Rót đá đều. Rót từ từ thôi. Đây chúng ta có phần nước ép mật hai tầng rất là hấp dẫn. Mình còn cái xác đó mình cho nó vô. Cái xác này ăn rất là ngon. Xác cái mật mà có gì đâu. Mà mình đã gọt vỏ rồi ha. Nên nó cũng như là một cái phần decor của mình luôn. Phần trang trí luôn. Cho ly nước ép của mình. Vừa đẹp trong mấy chị vừa đủ luôn. Ta thêm một miếng cam. Cách làm dễ nhất là chúng ta sẽ cắt trái cam. Đó. Rồi mình cắt, tại vì cái ly này nó nhỏ mà. Miếng ly nhỏ nên chúng ta trang trí nhỏ thôi. Miếng ly lớn trang trí lớn. Rồi chúng ta cắt làm bốn, sau đó chúng ta lại cắt miếng đầu tiên gần sát xuống dưới mà đừng có đứt lìa nha. Sau đó cắt miếng thứ hai, thì đây là kiểu trang trí vừa đẹp mà vừa dễ nha, vừa nhanh nữa, đỡ tốn tiền cam. Găm vào đây. Đấy. Sau đó chúng ta lại tiếp tục cho nó một cái lá bạc hà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, không cần phải to quá. Lá bạc hà nhỏ nhỏ xinh xinh ở ngay góc này. Đấy, như vậy là chúng ta đã xong được một cái ly gọi là cam mận đỏ nha, nước ép cam mận đỏ. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay. Các món này thì cũng không quá mắc tiền, nếu mà chị mua được loại mận rẻ hơn như mua ở đây nha. Ở đây như mua 60.000 thì tính ra giá vốn là 8.000 một ly. Như sẽ chúc cho các anh chị mình sẽ thực hiện hai cái món này, tức là hai món xinh đẹp này thật là thành công để cập nhật món mới vào cái menu của mình cho mùa hè năm nay. Đồng thời là chúc các anh chị ngày càng mua may mắn đắt và hẹn gặp lại các anh chị trong các bài học tiếp theo nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.